Chào tất cả các bạn, mình là DJ Kukiu. Mình đã được trải nghiệm công nghệ nghe tại làm xong thì mình mới thấy mọi thứ rất là tự nhiên và công việc của mình trở nên hữu ích hơn. Cảm ơn DJ đã có địa chỉ lúc đầu tại Hà Nội, không chỉ dành cho những nghệ sĩ nổi tiếng mà dành cho tất cả mọi người ở trong cuộc sống. Thật ra thì bây giờ cũng có khá là nhiều cái cơ sở làm đẹp khác nhau, nhưng mà đối với Tít thì DK nó là một cái gì đó khá là đặc biệt ấy. Từ cơ sở vật chất rồi cho đến thiết bị và không gian nữa thì mọi thứ đều rất là tuyệt vời. Và nhất là cái về tech care về sau ấy, khi mà bạn đã sử dụng dịch vụ xong thì cái việc là nhân viên hỏi han về tình hình rồi tất cả mọi thứ, nói chung là Tít thấy rất là hài lòng. Thì Vân Anh thấy rằng là dịch vụ của TK rất là chu đáo, và với những khách hàng chắc chắn là không phải chỉ riêng Vân Anh đâu, và với những khách hàng khác cũng vậy, TK chăm sóc rất là tận tình. Tại vì cơ địa của mình là cơ địa dễ gây để lại rất là nhiều sẹo, chính vì thế mà mình rất là sợ là khi xóa lông mày, mình thắc mắc là liệu có bị để lại sẹo hay không, hay có vấn đề gì không, bị đau hay không. Thế nhưng mà khi được trải nghiệm cái dịch vụ xóa xăm BTK thì cái cảm giác đó không hề có, hoàn toàn không đau một chút nào. Mình thật sự là rất thích với cái dịch vụ và cái cách thức làm việc của BTK.